Hello, chào tất cả anh em nha. Chào anh em đến với kênh Sầu Ka Vlog nha anh em. Hôm nay mình với anh Minh Slingshot có tổ chức đi săn. Này là đi trải nghiệm sinh tồn thôi anh em ơi, chứ không phải sinh tồn thực thụ đâu. Nay anh em mình đi săn chắc đi qua Hậu Giang quá. Nay cũng rảnh nên mai lễ mình đi săn mà sẵn mình test luôn cái ná hego mình luôn. Nè anh Minh nè. Nhận chưa? Quay kìa. Chào anh em. Ở nay đi săn kiếm vài chục châu chảo rồi. Đây là chiếc xe của mình đây. Sáng giờ bắn cũng được 3-4 con rồi. Mình cũng đem nước đều luôn. Ở đây có tôm hú nhiều mà túc nãy giờ nó không qua. Ở đây chắc bị bắn bấy cái chân rồi anh em ơi. Rồi anh em chờ xem nha anh em. Mà anh em mình đi đây. Let's go. Anh em mình hiện được chỗ tôi hú nha anh em. Đây nè. Mình bắn không. Khổ lắm anh em ơi. Nhìn nè, đeo rồi thiết bị, rồi máy quay phim, rồi cầm ná nữa. Mình bắn thì mình quay, còn anh Minh bắn thì mình mới quay thôi. Ở đây nhiều lắm. Anh em thấy mình già hả? Qua mùa dịch cây gâu kia nè. Giờ vô đây. Nón anh em. Mình bắt tù hú. Chui này. Chỗ này quá im. Anh em đừng còn nữa nè anh em. Con này hú bông. Ngay đầu anh em mình bắn. Mình dí vô lại đó kìa. Lại đó kìa. Bên đây nè, đang kêu quéo quéo quéo. Cái lo thì mình để ngoài đó. Quá bự. Con này to lắm anh em ơi. Con này anh Minh bắn ở đâu ta? Ở đâu mà nó xiên lưng nè. Nghe ức. Nghe ức anh em ơi, nghe ức cái xiên lưng rồi nè mày. Đây à, kiến vàng cắn bự lắm. À, nhìn vào bàn tay tôi nè. Nó bự cỡ này nè. Thịt. Còn nữa, cặp ở đây mà. Tìm xe để ngoài bay à? Trời trời, anh cầm đi. Nó mập hồi nãy hơn mấy con nãy luôn. Con này gì dám chừng con chuyện thấy lận nè. Trời ơi là trời. Em bòi cái giỏ vậy? Ừ. Bòi gì? Chúng mày đầu hay tí trời gì đó. Xiên nắp nè. Ừ nè. Ừ. Nè. Quá trời, đi tiếp anh em ơi. Mình bắn nè, tại chỗ này trống quá không dám ra luôn. Mình ngồi lùm. Má cao quá anh em ơi. Xa lắm, bắn trúng cũng cực. Tại mình bắn tới má mà. Rớt anh em ơi. Ở đây gần chùa nhưng mà ở ngoài nha anh em. Mình bắn này cũng sợ cái màu luôn nhưng mà anh lụm ra nè anh em. Đấy, mình thấy mình không dám chạy vô của anh Minh nè, liều của chạy vô chứ mình thật sự ra nói không dám vô, sợ quá. Này là gần cái chùa. Đường con đó anh em ơi. Thôi đi anh em ơi. Mình này liều quá. Bự không? Bự mà, đừng con. Thì anh Minh anh bắn tù hú nè anh em. Ở trong lùm tre này, tù hú mà bây giờ nó vô lùm tre luôn nè anh em. Xong bắn nó mẹ đi. Từ từ, bay hả? Bay hả? Chút lại gì? Tôi hú nó đậu ở cái lùm tre luôn. Ừ, nó khôn lắm. Nhìn tướng binh nè anh em. Để coi quần sự hiệu gì nha anh em. À, tôi hú mà cây cao túc mà nó không bay lại mà nó bay vô lùm tre. Cây cao gì nó không bay lại nó bay lùm tre nè. Từ từ, nó thấy anh chưa? Nó thấy anh chưa? Ừ. Lại chắc lên đậu biết lâu nữa không? Mình băng gớt con anh em ơi. À, anh em ngồi nãy giờ mệt quá. Này là ở nhà quan. Ý, điệp. Tôi muốn bự. Ôi, bự vậy? Chúng đâu hả? Ngay lưng hả? Ngay cổ hả? Đây một con. Nên bắn cái ná này cho anh em. Có máu. Rồi đây mà đừng còn. Công kỹ hai anh em gìn nãy giờ mỗi giò chứ. Bắn ngang cổ còn sống luôn nè. Ừ. Rồi, quá đẹp luôn anh em ơi. Đi tiếp anh em ơi. Lỗi trống. Cu xanh nghe anh em. Bây giờ bự chản luôn anh em ơi. Gớt anh em ơi. Ê ê mình rồi, rồi. Bội. Ê con sống kìa. Cây cánh rồi. Cu xanh nghe anh em. Mà. Rồi sao Dũng rồi. Ê, được không? Đụm được không? Được. Trời ơi, cu xanh nghe anh em. Đây nè anh em. Ê, còn sống nghe. Trời ơi kìa. Ông thấy cu xanh mà ông la mà móc cái máy quay không kịp luôn. Nó bay vô vậy? Bay vô, tốt nó hú à, bay vô. Trời anh em ơi, trời em ơi. Nay mình đang ở địa phận thành phố Chí Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trời trời cu xanh nè anh em ơi. Bên Kiên Giang mình hết kim rồi. Ê còn nghe. Vậy là cây này cu xanh còn nữa đó. Rồi cu xanh này em ơi. À, hên thiệt. Mình bắn gãy cánh gớt xuống bò trên luôn. Wow. Thứ nào chịu nổi. Trời ơi anh em ơi. Mới thấy con nhí đủ vừa tính bắn. Con xanh bay lại. Nó dài ẻo luôn. Quá ngon anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Để pha tiếp tục để quay anh em coi. Đang uống nước thì đang uống nước cái ông nói cu xanh móc máy quay không kịp. Chưa kịp tua lại nó ông bem luôn rồi, sợ nó bay. À, mày nói bắn má không có mồi đâu. Bắn má luôn nữa, bắn má lên chứ không phải bắn bà đâu nha. Lụm con cu xanh liền. Rồi vô đây. Anh em mình có mua hai lon bia hồi nay mình nướng nè. Anh Minh chạch cái bỏ vô cái anh Minh. Trời trời nó ú nè, nhổ thử coi nó mập không nè. Cu xanh nó đẹp. Đây một con nữa. Một con nữa anh em ơi, này vô rồi. Vô rồi. Tiếp tục. Anh thấy miệng bịp nó lộn con tô hú nè. Nó xa qua đây. Bắn. Biết gớt không? Rồi lụm anh em ơi. Ê con Phướng mà. Phướng anh em ơi. Phướng. Phướng đuôi trắng, nó chạy vậy? Bội nó. Đâu rồi? Chết chưa? Ở Phướng mà làm tưởng tôi hú không? Ừ. Hai anh em mới dừng xe là nó bay lại rồi nè, chưa kịp túc nữa. Ui, nghe đậu luôn hả? Ây da. Mới dừng xe rồi anh phóng xuống, anh nói chim mà mình giật mình. Đằng kia có con bìm bịp nữa anh mình này, lại giết bìm bịp trước đi. Bìm bịp bự lắm. Làm đi. Vướng bự nghe anh em. Ui, vướng ngù luôn anh em ơi. Phướng nghe anh em. Con này cũng bằng gần mẹ tôi hú. À, con bìm bịp này anh mình ơi. Phướng nghe anh em. Đừng còn nữa anh em ơi. Nè, bịp bịp ăn. Xanh anh em. Rồi lụm. Trời trời ơi, ở đâu anh Minh? Đó, vô nữa. Dưới cái góc cây kèo này mấy. Có chừng có ong anh Minh ở đây nguy hiểm lắm. Vô nữa, ở dưới cái thấy rồi, thấy rồi. Rồi chết anh Minh ơi. Nó chắc về đi bệnh viện. Rồi nãy em phóng qua cái bà Đức đó. Nó tím nghiệm con giò này nè. Cái giò này gãy nha các bạn. Hồi xưa mua chiếc Sonic bị người ta đụng gãy con giò này. Nãy phóng ngoài đất rồi nó tím rồi nè. Nhất rồi nè. Lại. Con này con gì? Việt xanh. Ơi, cặn gì sống đi bên đây. Có được không? Mẹ cả máy. Được được, người ta chặt lá được. Nó đó các bạn. Nó ăn này nè. Anh em mình tính nướng ở đây rồi ăn. Bây giờ nói chung thì anh em mình đói lắm bạn ơi. Anh em mình đói lắm rồi. Quẹo đây nhổ lông nướng rồi mà quẹo đây thì thấy Việt xanh nói đi nó lại hoài chạy. Được 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 được, không sao đâu. Anh chọn vô đi được cái chân tay tới mà. Thế còn sống cả anh ơi. Nè nè, xích ngoài. Xích ngoài luôn. Đó. Ừ, thấy không? Phải chừng rớt độ nghe ba. Được con vịt xanh hả con cò? Ôi cò xanh anh em ơi. Trời ơi, đủ má cứt cái gì nó bay tùm lum như vậy? Anh em ơi, nó quăng cứt không anh em ơi. Anh em thấy con này con gì không? Rồi, anh em mình chắc nướng đây là hồi trước mình có làm một clip ở đây nè anh em, bắn sóc đó. Đi với chuyện đó anh em. Bây giờ anh em mình chắc làm mấy nữa quá. Nên mình nướng ở đây đi. Ui, ở đây có người nhổ lông luôn. À lúc trước em. Đúng rồi, lúc trước. Ừ, lúc trước đây nè. Ừ, nước này mặn luôn. Ừ. Rồi quất đi. Giờ con vịt con ngàn cò xanh hả? Cò xanh. Cò nó mập lắm á. Quá em anh em ơi. Mình không biết con này gì nhưng mà mình nói con cò xanh. Anh nhìn thấy con cò đấy bự không? Để ná cà phê với anh em ơi. Cái này bắn được đéo gì trơn, nguy phim không anh em ơi. Thấy không? Quá im luôn. Con gì đi. Rồi lại lên mình nhìn lấy nhổ lông luôn anh em ơi. Điếm chim luôn nha. Ở đây thì nhà này mình thấy không có ai chứ. Mình có mua rau nữa nè. Mua rau hồi ăn. Nó mua 2 lon bia nữa, anh em mình nhâm nhi mình về. Đóng chim luôn. Rồi. Đây. Đây thì sinh tồn tới luôn rồi anh em ơi. Còn nó tới số rồi. Quay chim cho anh em coi, mình nhổ lông rồi hồi mình nướng cho anh em coi luôn. Quá ngon. Con cu nè. Thấy không? À, có trứng vịt nãy mình lụm quên nha. Trứng vịt. Mấy dao chảo. Phướng. cu xanh. Chắc ở đây mới thấy được bơi, chụp hình được. Đây hồi là có sóc nữa nha, nó làm con sóc đỏ đây nè. Ừ, chạy vòng. Cu xanh, đầu chảo, tôm hú đen, ba con tôm hú mái, 4-5 chậu chảo gì nè. Này mình bắn rồi em ơi, cu cò xong có chiến dịch nữa. Chiến dịch nữa đi chăng, thứ nào chịu nổi anh em. Hello dạ anh em, thứ nào chịu nổi anh em. Tôi đang về tới chỗ mình nướng anh em, đồng quan thứ nào chịu nổi anh em ơi. Vừa thắng xe lại về đây bắn được rồi nhỏ lông mới lắm. Này mình đang thui chim khét rồi. Dạ dở lên cho lửa táp. Xây tới lui rồi. Cu này thui đầu còn nè. Dở lên lửa táp mới hết người, đừng cho dính than. À, này đúng sinh tồn luôn. Đó. Thôi này. Lần cái đầu qua lại. Đẹp hơn nữa. Quá trời thịt, không biết ăn sao hết. Ăn một vài con này anh em. Đỡ đói thôi về. Thấy đẹp không? Lật ức nè. Rồi tới con khác đi. Đây. Để quay chưa? Để khỏi nãy giờ. Để khỏi nằm nghe không? Tới giờ mà nó còn chỉ tôi làm YouTube. Quá đã anh em ơi. Cuộc đời cái gì sướng bằng cái này nữa. Còn cái gì mà sướng nữa. Sướng bằng cái này nữa anh em. Dễ dắt nã đi săn. Rảnh giỏi. Săn một vài con nướng ăn. Hôm nay là lễ mà. Gọt vô sâu một xíu rồi. Ừ. Một nướng một vài con xong về. Rồi tới khác đi. Chí anh em. Nhỏ thì 2-3 con bự thì con thôi, nó gãy. Hai con luôn hả? Con luôn. Đỡ nó phụ. Nhiều chim này hai anh em ăn chắc không hết rồi. Chắc nướng. Chắc mình nướng 3 con 4 con vậy thôi. Con. Còn về. Còn nướng ăn. Dạ không. Bác này ở đây. Bự không? Dạ, tù hú. Cò với tù hú. Với mấy con trâu chảo bác ơi. Chảo thì đâu có bao lớn đâu. Dạ nhỏ. Lật lên ăn cho đỡ, ăn đỡ đói, sẽ đói quá. Lật bụng đây, lật bụng đây. Dạ lễ nãy rồi mấy con đi chơi. Quá trời đẹp luôn. Má lửa đúng đẹp không? Cái chỗ này mình đã từng một lần. Mấy đó chút mình slow motion lại. Ừ. Lửa cũng đẹp á. Cầm giùm máy quay anh Minh luôn. Lúc nào anh xuống ấy đi rồi em đi kiếm kẹp, đúng không? rua ra nó mới tưới vô tới được. Cãi không à. Hồi đầu cái cánh mình xử luôn. Lột. Kêu thấy không anh nghe không anh em? Này đồ hú nhọc. Là két ra nè, thấy không? Những chim mà đồ hú kêu sát bên luôn. Cái lửa mà im nào, anh ấy đi rồi mà thêm một mớ lửa bự nữa mới được. Tàn mau lắm. Chơi nát cao su thích nhất là cảm giác này nha anh em. Sướng dừa gì. Mình đem về nhà ăn nó không ngon bằng mình nướng. Đang đói mà mình nướng ăn ngoài đồng gì đâu. Vô tiệm nè. Hôm nay tới gai này mình đi cũng mệt quá ha. Ngon hơn. Hôm nay bắn được mấy đầu trảo trời. Còn như Minh không trời. Đâu quá không đi làm caramel cho anh Minh không. Không được rồi. Chào chảo đó mình bắn nó chắc hồi độ ngựa anh Minh bắt mình ăn chào chảo không con. Chào chảo không nghe nè em. Khét luôn rồi kìa. Nước mội gì vậy? Rồi. Than và lửa thế này thì đúng bài luôn. Cái chỗ này là lần thứ hai lại rồi. Bữa nãy cũng xui cho cái con cò ha. Chào chảo đáp lại thì con cò nó cũng vừa bay lên. Rồi kẹp đầu ra luôn đi, thọt tay vô quéo hết lông đó. Quéo hết lông luôn đó. Rồi lấy kéo trong cốp xe của em luôn. Rồi xong con này luôn. Sau đây mình tiến hành ốp luôn anh em. Quan giả thì chỉ có gì thôi anh em ơi. Này mình mua hũ xá xíu ngoài chợ nè. Hũ xá xíu nè. Lá cây nó bay vô. Thang bụi xong. Ăn gì kinh tởm quá. Bao ngon nghe nè. Này nó xíu nè. Miếng bao khét luôn. Thành ốp được. Cái mùi này là muốn ăn. Chắc mình nướng như đây thôi. Còn như đây mình đem về quá. Đi sang hết được. Đây. Trứng tô hũ. Cho anh em nào từ đó giờ không biết trứng tô hũ, mình mằn ra nằm ở trong chỏng này anh em. Đã hàng. Nó giống cúc mình á. Giống như trứng cúc vậy đó. Là trứng tô hũ này anh em. Trứng cúc vậy đó, cái trang vậy đó. Với trứng cúc luôn nè. Trứng hũ này nè. Như trứng cút. Khác gì đâu. Đây, quá đẹp. Ngồi mình ốp. Trứng này làm gì vậy? Ngồi nướng luôn à. Rồi, cho vô dĩ rồi. Lên lửa liền. Than đã có nghe nè. Làm gì ba? À trứng hồng vịt nãy hả? Ê, Sầu Ka chơi chiêu mới luôn anh em ơi. Trứng tô hú nè. Trứng này nãy mình mần ra cho anh em nào chưa biết trứng tô hú nha anh em. Mình mần ra nằm chỏng nè. Gói trứng thú vô luôn. Bể luôn hả? Ừ bữa nay mình làm món mới luôn. Hột vịt gói lá chuối dùi cho anh em. Đang nướng. Chút thấy anh em thấy trắng trắng vậy chút mình lấy sa tế mình quét vô. Quá thơm, bốc mùi quá trời. Chỗ anh em tôi ăn nhậu đây. Để cho miếng than vô được nãy mình đốt. Hơi sớm quá. Có than nữa. Thấy không? Than nè. Chín hồng đào không trời? Chín chứ. Lắp lại là chín nè. Anh làm giỡn này đi. Nè anh em, trứng tô hú. Em. Trứng tô hú. Trứng tô hú lùi cho. Mình bỏ vô. Cây cái khác ơi. Dao kéo. Mình bỏ bỏ trong cái cọng bình bát, cọng bình bát nè chứ ngủ mình bỏ cọng bình bát nè, không bể nè, thấy không? Đập ra ha. Dao nè, chẻ ra mai đi. Ơi nước rồi, nước rồi. Nóng quá. Khỏi chỗ này. Rồi, rồi. Dao kìa. Chẻ ơi. Trứng tôm hú anh em đỡ giờ cũng chưa ăn lần nào luôn. Ôi. Tới luôn em ơi, nóng quá. Từ từ. Ê muối đâu? Có lấy gì đựng là muối không? Nè, nè trái trà xanh nè. Ở đây đây. Đứt ra. Quá im cuộc đời. Trời chín luôn, ăn mẹ đây ba ơi, gì nữa. Thử coi. Nó như trứng cút vậy. Có khác gì đâu. Ha. Trứng cút vậy đó. Chanh kìa. Ừ, thơm. Ngon quá anh em. Cút thôi chứ cũng có gì đâu. Ngon không? Đã thiệt. Sướng cuộc đời. Ê, còn những vịt nữa kìa. Vịt khác rồi đó. Quên những vịt nữa. Lấy vịt luôn đi. Vô. Này anh em mình quá ngon anh em ơi. Ăn đi. Ui. Cái dòng về dòng đỏ nó vàng ẻo à, thấy không? Vịt đi, bữa vịt đi Minh. Cái này nó chín này, mình quét xá xíu nhiều quá nó đen à, nhưng mà nó không khét nha anh em. Đây nè, vịt, bụi bụi. Ê, bóc ra đi, gớt bóc ra đi. Vịt quăng lá chuối nghe anh em, nóng không? Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Nó nói là trứng vịt bò quanh lửa, nó là bò quanh lửa hồng, này là trứng vịt bò quanh lửa hồng. Ai da nóng. Chẻ đi. Trời ơi, cánh lông này, chẻ xui nghe, đụng chẻ ngang là chị cự đó. Chẻ ngang là cự đó. Cái chẻ không, đây chẻ cho. Ơi, má bán hồng vịt muối mười mấy năm kinh nghiệm mà. Chưa đi kiếm gì đậm nữa. Nóng ông đào luôn em ơi. Đó đều chưa đây này. Cameraman đây anh em, thấy vịt cho anh em. Rồi, quay vô anh em, chống mặt chơi luôn. Trứng vịt hồi nãy nè anh em, mình ốp lá chuối á, Sầu Ka ốp lá chuối nướng nè. Đây là trứng tôm hú mình ăn nãy giờ, ăn hết trong trắng rồi, còn cái trong đỏ nè anh em thấy chưa. Để xem sao tôi mệt quá ông nội, review gì tới đôi mẹ tặng miếng bự. Đây nè, nướng hộp vịt nướng. Vịt gói lá chuối nướng rất là ngon, nướng thơm. Nóng. Mà em thấy gì không? Tôi để miếng bự xuống không túp rồi đó. Ăn cái hộp vịt trước. Ăn tới xong tới hủ là anh em chín hết trơn luôn rồi. Ăn tuyệt vời. Con vịt mà nó chín cái này. Nướng hơi cái khác xíu mà. Chắc ăn anh em ơi. Trời ơi anh em ơi, nó đã anh em ơi. Không kỹ mình lụm mà. Còn cái gì nữa bằng chấm muối tới, nóng quá em ạ. Mời anh em nha, cái này ăn là tới luôn, tới luôn em ơi, tới luôn em ơi. Này no mẹ luôn rồi. Trồng lá chuối á. Trồng lá chuối. Trồng lá chuối. Ăn vừa nóng mà vừa thổi. Gì không nội. Ăn đi. Trồng lá chuối dễ sợ. Rồi anh em ơi, dục à. Chỉ có nhiều đây thôi. À, cái này xương. Này cũng giữa ha nè. Ừ. Rau quá. Nãy em đậm á. Nó giòn. Cái mày kìa. Biết rồi. Chìm đi. Chính kêu ăn trời. Chính rồi. Rót bia vô ha. Ủa? Bia này gói cái đây xong mình gói cái đây mình uống hả? Nói đi em làm cái vô. Gót đi em làm cái ly nha. Mét là vô rồi. Nãy anh em mình có mua 2 lon bia nha anh em. Sao trồng đỏ với trứng tôm hút ăn lươn. Liếm già quá. Gót bia luôn. Có 2 lon bia không biết sao đây không hết không. Để em làm mấy giờ. Tạm dừng lại. Cho tắt màn hình là chưa lưu đâu. Có mấy cái ôn mì nè, nãy mua ôn mì mà ta cho mình. Trời rót bia điệu nghệ nè. 2 lon bia chạy ngồi mang lụm luôn nè. Rồi, mì đâu, bánh bông lan gì đâu. Bông lan đâu. Bóc luôn nha anh em. Mình không ngại đâu. Không biết ăn hết không mà thấy hoành tráng. Quá hoành tráng. Rồi. Rồi chính rồi. Mình cắt nha, mình quay cho anh em coi. Trời ơi. Nhảy. Lộn luôn. Đây là tu hú. Thịt rất là ngon anh em. Chính hết chưa coi kỹ coi. Thơm lắm. Hú này, tay chanh ăn luôn chứ. Trời tay chanh gì cha, ghê vậy. Tao hú nó quá già rồi. Rồi. À, em ơi. Nó chanh muối nè. Trời ơi. 4 giờ mấy anh em ơi, đói quá trời. Sáng giờ không ăn gì nữa. Gớm kêu ghé ăn không ăn. Đang sung. Đang sung, đang bán chết mấy con hú sung kêu rồi cái ăn lên vô mời anh em nha. Vô đây này mình dân giả không này phải có chỗ nào để không để rồi ăn thôi anh em ơi. Chút nữa mình chắc là về, mình bắn dọc dọn về kiếm mồi nữa hả? Kiếm mớ mồi nữa. Tại chiều nè, tôi hú ra nữa. Cu rồi nó cũng ra. Rồi, tạm thời là vậy đi em ơi. Giờ cu xanh thì ăn, mới ăn cái đùi vậy. Ngán kinh khủng. Mỡ không, ăn miếng đồ hú rồi. Ăn này nghe. Đủ cái nè. Đủ cái nè.